ở trong tiếng Hàn á nó không có phân ra là ông hay bà hay chú hay anh gì chứ, nó khỏe lắm, nó chỉ dùng từ si đằng sau thôi là được rồi. Tên của một người mà mình gọi một cách trân trọng á, thì thứ nhất các bạn sẽ có là cái tên này cộng với chữ si đằng sau ha. Giống như tiếng Anh nó sẽ là kiểu như là từ Miss rồi Mister rồi rồi kiểu gì đó, thì nó sẽ có những cái kiểu này đúng không? Còn trong tiếng Việt của mình là anh Hùng, chị Nga rồi đó, thì ở đây nó sẽ là cái chữ si này nó sẽ là đại diện cho cái kiểu đó, tức là mình gọi tên người đó một cách trân trọng chứ không phải là gọi trọng đúng không? Và người Hàn Quốc thì sẽ sử dụng cái cách này rất là nhiều, nó sẽ trân trọng hơn là mình gọi trọng. Gọi trọng thì kiểu là bạn bè thôi nha.